việc mặc y hở vai của các vị sư của các truyền thống của truyền thống phật giáo nguyên thủy ngày xưa rất là phù hợp nhưng ngày nay có vẻ nó hơi nhạy cảm và liệu nó có thể gây một số suy nghĩ một số tà ý không tốt ở người khác giới khi nhìn những vị nam sư mặc như vậy làm họ mang nghiệp quá lớn ờ, sư cho con hỏi liệu các chúng tăng có thể từ bi khoác thêm một tấm khăn tấm áo nữa để che phần vai hở thì liệu hành động mặc áo che phần vai hở đi có phạm giới Phật không? Nếu được vậy thì sẽ từ bi giúp được một số người không nổi lên tà niệm khi thấy phần da thịt hở ra của vị sư. À, xin thưa với quý vị đó đối với cái đời mà họ bị um, cái tham ái chi phối đó thì bất kỳ một cái hình tướng nào của người nam họ cũng sẽ chết hết trơn Để. dù cho có mặt y kính mít đi chăng nữa đắp y kính mít đi chăng nữa đó họ nhìn gương mặt họ nhìn cặp mắt họ nhìn cái mũi họ nhìn đôi môi hoặc thậm chí họ không cần nhìn họ chỉ cần nghe âm thanh thôi tham ái cũng khởi lên quý vị không biết chứ nhiều bà nhiều cô á thương một vị sư là chỉ bởi vì cái tiếng của vị đó thôi chứ không phải bởi vì cái 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 nhan sắc đâu chỉ bởi vì cái âm thanh của vị đó nghe nó ấm áp nó truyền cảm Ờ, rồi cứ vậy mà mê mê vì đó ờ, nói như vậy có nghĩa là cái tham ái của con người đó không nhất thiết là phải hở vai hay không hở vai tham ái nó vẫn có mặt như thường ừ. hơn nữa đó một ông sư mặc như vậy quý gì thấy nó còn hở hang tôi xin lỗi chứ cư sĩ nói nó kỳ chứ sự không chắc là uh, có một số uh, người nữ á, vào chùa thì cái y phục họ mặc ở trên người đó nó có nó có kín đáo hơn là y phục họ mặc trong phòng ngủ hay không? Có khi là họ mặc cái y phục họ mặc đi ngủ á, nó còn kín hơn là y, y phục họ mặc vào chùa thì um, nói chơi cho vui vậy thôi. Uhm một vị sư cái y vai trái như vậy đó ừ, nó có um, hai kiểu đắp một kiểu á, là đắp ở trong chùa hai á, cái kiểu thứ hai là kiểu đắp khi mà ra ngoài khi vị này đi ra khỏi khuôn viên của chùa đó thì uh, vị này có đắp lâm y tức là đắp y kính cổ quý vị biết là mấy ông sư là có cái kiểu là quấn y mà kính cả cái cổ đó là cái kiểu như vậy đấy mà xin thưa là với cái người tham ái họ thấy cái kiểu mặt y đó nó còn đẹp ác chiến nữa so với cái kiểu hở vai cho cái gì biết à, đó là luật ha vì thì kheo khi đi ra khỏi chùa thì vì đó bắt buộc phải lâm y kính cổ còn khi ở trong chùa đó thì có thể có thể nha có thể đắp y kính cổ à, cũng có thể đắp à, hở cái vai phải ra à, hồi xưa đó thì cái truyền thống hở vai phải là để tỏ cái lòng kính trọng tỏ lòng kính trọng với cái đối tượng ví dụ như tỏ lòng kính trọng với đức thế tôn à, quý vị có biết là cái y đó, nó giống như cái tấm mền như vậy biết không à, cái mùa này bắt đầu vô cái mùa lạnh mùa gió thì quý vị sẽ thấy mấy ông sư thì họ họ đắp á nếu cái y vai trái như vậy nè hứng, họ đi ra ngoài mà nếu mà lạnh á đấy kéo qua xong xong chuyện. Ừ kéo qua như là xong chuyện. Không có phạm giới gì hết trơn, mà chỉ đơn giản họ kéo kéo cái y kéo qua vậy thôi là xong rồi đó. Nếu mà trời lạnh. Nhưng quý vị có nghĩ là cái trời nóng như đổ lửa đó. Nên cái trời nóng muốn chết luôn, mồ hôi mồ kê nó túa ra mà đắp kín mít như vậy, quý vị tắp cái mền đi ra ngoài đường quý vị còn thấy nóng chứ nói chung ông sư cho nên thông cảm, à, có đôi khi phải tiếp Phật tử, phải đắp y vô nhưng mà hoặc là lên tụng kinh này nọ phải đắp y vô nhưng mà nó nóng, quý vị có đắp cái mền đi vòng vòng đi quý vị biết là nó nóng hay nó không nóng. Cho nên à, trong luật á, thì cho phép là hở cái vai phải, à, hở vai phải khi mà ở trong chùa. đấy đây quý vị thấy chỉ cần mà đeo kéo cái kéo cái cái cái, cái, cái kéo qua một cái là xong nữa là che khuất cái vai thì như vậy một vị tu sĩ đó khi cần thiết vì đó không cần phải mặc thêm một cái áo nào hết hoặc cũng không cần phải thêm một tấm vải nào hết như vậy là đủ rồi hơn nữa đó cái y tăng giả lê là cái y hai lớp cái y hai lớp đó không phải để đắp quý vị biết không cái y đó nó giống như là cái kiểu như cái mền thêm cái áo khoác thêm cái tấm vải khoác tức là khi mà trời lạnh á vì nó mở cái y tăng dài lê ra đắp choàng vô thêm cho nên là cái chuyện mà thêm y thêm áo là không cần thiết bản thân tam y của vị đó đã đủ rồi trời lạnh thì chỉ cần thêm cái đó thôi sư từng khi mà sư đi qua miếng ở cái sư binolin á buổi sáng để coi hình như là nó 3 độ 3 độ thì vậy là... nếu suy nhớ không lầm là 3 độ mà suy nhớ là thấp lắm lạnh muốn chết luôn á mà chỉ cần lấy cái y tăng giờ lê đó khoát lên trên người là như vậy đã đủ giữ ấm rồi đấy à, nhưng mà như sư nói thì chỉ có trong cái trời mà trời lạnh hoặc trời gió thì mới như vậy thôi chứ còn bình thường trời nóng như vậy cũng thông cảm ở trong ông sư ông đắp nó mát mẻ tí Um, và đúng là trong chính bởi vì đó, như vậy đã đủ rồi cho nên là trong luật không có cho phép vị tu sĩ mặc thêm cái áo tức là cái cái kiểu mà tay có ống không có được bởi vì như vậy nó không khác gì đối với người đời cho nên là luật không có cho đấy còn nếu muốn gì muốn che vai hở thì chỉ cần như vậy là che được rồi ha um.